Xin chào các bạn đã đến với kênh của Ship. Chúng ta cùng tiếp tục phần tiếp theo của Bobby Playham 2 nha các bạn. Trước khi vào video, các bạn hãy nhớ cho Ship đăng ký kênh và like nha, cũng như bình luận bên dưới. Chúng ta cùng tiếp tục trí nhớ âm nhạc thôi các bạn ơi. Red, blue, 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 green. Red, blue, 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 green. Đỏ, xanh, 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 xanh. Đỏ, xanh, 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 xanh. Đây chính là màu tím các bạn. Nó sau lưng Ship mà Ship không biết. Dòng thứ 3. Vàng. Ok. Vàng trắng. Okay. Vàng trắng xanh. Vàng trắng xanh. Vàng trắng xanh. Vàng trắng xanh. Cam. Cam đâu? Cam đây. Vàng. Vàng trắng xanh. Rồi xong tới không chuyện luôn. Không nhớ. Từ từ. Ship bị não cái vàng rồi các bạn. Ôi cái đi. Ui ui. Ok. G. Trái tim các bạn. Trái tim, trái tim. Trái tim, dây, trái tim. Dây, trái tim, dây. Dây, trái tim, dây. Dây, trái tim, dây. Phai. Dây, trái tim, dây. Trời ơi, nó tới ký tự luôn rồi nha các bạn. Dây, trái tim. Ok. Sếp sẽ cố gắng nhớ nha. Ok. Cái gì vậy? Dòng 5. Thôi, thôi chơi mình luôn đi. Sếp chịu chết nha các bạn, chứ nhớ không nổi. Ủa cái gì kìa? À, thắng rồi các bạn ơi. It broke. That's no fun. Hay sao? For doing such a splendid job, Mommy has decided to give you. Mommy quyết định cho mình một cái mã code của cái xe lửa các bạn. Sao nó tốt bụng quá vậy? Đây là một trong những thứ cần thiết để mình thoát khỏi đây nha các bạn. Mã code nè. Ok. Bây giờ chưa cần dùng tới đâu, thôi đi thôi. Ủa? Tới thui. Không thấy gì hết. Chui vô một cái lỗ cống. Mong là không có con nào chạy ra hồ nha. Ship bị yếu tim. Ok. Có một cái phòng đồ cũ các bạn. Bị thiệt hại. Ủa sao vậy ta? Cái gì? Đây là những trường hợp trẻ con. Đây là những trường hợp ghi nhận trẻ con bị bỏng cấp độ 3 hả? Cái gì đây? Sir Bob Alert. Những đồ chơi bị từ chối các bạn. Kiểu bị hư hại trả lại công ty á. Ok. Có cái bàn tay màu xanh lá nhưng mà... có cái cần gạt nè. Mấy cái nốt các bạn. Không biết. Hình như của cái người cũ. Ship tính lấy cái này mà không được. Khó lấy quá hờ. Mình kéo được cái này nè. Nãy gạt cái cần gạt là kéo được cái này các bạn. Khủng long rồi. Trời con khủng long to vợ. Nó có dí mà luôn vợ. Nhìn đáng sợ các bạn ơi. Thôi kéo đi tiếp đi. Chúng ta kéo lên đây để gấp cái con khủng long này ra cho cái bàn đó.
Nó nâng lên đưa mình lên trên các bạn. Chứ mình không nhảy lên con khủng long được. Ok. Gắn vô. Yes. Kéo nó ra nè. À, hợp lý. Hình như cuốn băng đúng không? À đúng rồi, cuốn băng các bạn. Gắn vô đây, gắn vô đây. Một cuốn băng màu xanh. Ủa cái con hồi nãy sếp thấy nè. Nó nói cái gì vậy? Các bạn dịch giùm sếp được không? Sếp không nghe rõ lắm. Sếp chỉ biết nó nói là mình nên cẩn thận. Cái gì vậy? Thôi mình đi lên thôi các bạn ơi. Một cái đường ray hả? Đi lên được không? Không được. Tối thui à? À lại nối điện nữa hả? Để xem. Mình phải đi lên cái bậc này. Rồi đi qua bên kia hả? Ok. À cái này nâng mình lên. Ok. Ờ nhưng mà sao mở cửa? Ha. Nếu không được vậy để ship thử ngược lại các bạn. Từ từ ngược lại là như thế này. Mình sẽ nói cái này trước, cái đó sau. À được rồi nè. Đi đâu đây, đi đâu đây? Cái gì vậy? Một cái cầu thang hả? Ồ, có cái ghế chặn à, lấy cái ghế ra. Ủa mình lên lại chỗ cũ hả? À, mình hoàn thành xong một trò chơi các bạn, bây giờ mình lên mình chơi tiếp hay sao á? Ờ, gạt cái này xuống không? Whoa, you did fantastic. Who gave you permission to be this smart? Mommy is super proud. Mommy chắc hẳn sẽ rất tự hào về bạn. Our next game is Wag-o-Wag-o. Ha, mình chơi game mới này thấy chưa? Khoác ở Quirky hả? Hả, game này mình sẽ gặp hết ghi các bạn. Oh my god. Oh hello Huggy. Crown happy healthy kids. Lớn lên khỏe mạnh. Những đứa trẻ. Cái gì? Phòng rap bắt nè. À. Ủa vậy mình ra mình lấy luôn. Bàn tay màu đỏ này, bàn tay màu xanh này. Không được các bạn. Chỉ để minh họa thôi, chứ không có gì hết. Cái gì đây? Nhìn giống Squid Game quá vậy. Cát cát đồ nè. À, hướng dẫn trò chơi nè. Welcome to chào mừng bạn đến Quắc. Đây là một bài test về độ gì? Nhảy bén của bạn. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. À. Around you are 18 sẽ có những cái lỗ gì nè. An adorable huggy và những con huggy dễ thương sẽ đi ra từ những cái lỗ này. If one comes out, nếu như một con huggy đi ra, các bạn hãy lấy tay đụng vào nó để nó đi vô ngược lại. Chỉ có vậy thôi. Chúc bạn may mắn. Hơi toan. À cái này giống đập chuột quá các bạn. Như đập cá sấu nữa. Cái độ phân giải này nó bị lỗi á. Sếp không chỉnh được nên nó hơi lắc. Khó chịu lắm. Uh-huh.
Have fun. Không, không có vui. Cái gì tắt đèn tối thui vậy? Tối thui xong mà chơi. Rồi xong. Ship đã bị cận rồi, còn nhìn mấy cái này nữa. Căng mắt ra luôn á các bạn. Cái tường nào cũng có cái lỗ hết đó. Không có cái tường nào mà không có lỗ đâu. Oh shit. Ship nghĩ ship sống không có thọ đâu nha. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi, nghe tiếng mà không thấy mặt là sao? Cố lên, cố lên, cố lên. Tối quá, tối luôn. Sức cố gắng lắm rồi đó. Mấy cái lỗ ở trên khó nhìn lắm các bạn. Không biết các bạn có chóng mặt không? Chút xíu hơi chóng mặt rồi đó. Oh goodness. Ây, sếp nghe tiếng nó gần tới sếp rồi mà sếp không thấy nó ở đâu hết nè. Hớt ghi lúc nào mày cũng hồn ta hết vậy hớt ghi. Có lúc nào mày thân thiện không? Rồi 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 rồi. Oh god. Ước gì sếp có 4 cái tay ha. Chứ một lần nó ra 3-4 con lận. Rồi rồi rồi, 4 con thiệt luôn nè. 1, 2, 3. Ây da, trời ơi, bấm hụt nữa. Chết ship. Gần thắng chưa ta? Chứ ship hết chịu nổi rồi. Thôi chơi lại. Lần thứ 3 mà ổng thắng nữa là ship tắt game. Tí chơi tiếp. Chứ hơi nhức mắt rồi đó. Ok, cố lên nào ship ơi. Nghe tiếng mà không thấy mặt. Thật sự luôn á, ship không thấy cái con nào lòi mặt ra hết á. Oh shit. Toan thiệt sự, toan thiệt sự. Á, nó sắp chui ra luôn rồi nè. Ồ, cái này có hớt ghi nhiều màu ghê á. Xanh dương, xanh lá, màu đỏ, màu vàng. Không biết có màu cam không. Oh my god, chết rồi. Sức chóng mặt quá. Càng ngày nó càng nhanh các bạn ơi. Toan thiệt sự. Màu đỏ. Lần cuối nha. Chết nghỉ mai chơi tiếp nha. Ok. Trời ơi, ship sắp ói rồi nè, chóng mặt quá, quay vòng. Nhiều lỗ quá. Ác ghê á. Một con chưa đủ hay sao mà giờ thêm mấy màu nữa. Thôi, hẹn các bạn vào ngày mai nha. Ngày mai ship sẽ chơi tiếp. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của ship. Nếu các bạn thích những video của ship thì hãy nhớ nhấn chuông đăng ký kênh cũng như là và share. Tạm biệt các bạn, và hẹn gặp các bạn ở những video sau. Bye bye.